Xin chào các bác đến với kênh xe đạp Hải Phòng của website xedaphaiphong.com. Vâng, và em là Kiên Xe Đạp. Và trong video này em sẽ giới thiệu với các bác một cái dòng xe đạp đua cũng khá là nổi tiếng và cũng được sử dụng rất nhiều tại thị trường Mỹ. Còn sản xuất tại đâu thì các bác cũng chắc cũng đã biết thì các cái video ngắn những thời gian vừa qua thì em cũng đã giải thích là những cái xe đạp hiện tại bây giờ thì được sản xuất tại đâu rồi. Còn dòng xe này được sử dụng rất nhiều ngoài xe đạp hiệu Gian thì cái hiệu Merida cũng được sử dụng rất nhiều tại Mỹ. Chứng tỏ điều đó cho thấy là cái xe đạp hiệu Merida cũng rất là tốt. Và hôm nay chúng ta sẽ review một chiếc xe đạp đua hiệu Merida. Vâng, và các bác hãy đón xem ngay sau bây giờ chi tiết của chiếc xe đạp đua hiệu Merida dài 902. Vâng, như có thể bác các bác thấy là đây là chi tiết trong khung hình là chiếc xe đạp Merida Ride 902. Thì từ trước đến giờ thì em cũng không nhập được nhiều những cái con như này. Xe đua Merida thì nhiều, nhưng mà tại sao lại không được nhiều con như này? Bởi vì chiếc xe đạp này về nó quá mới. Em phải có nói là nó quá mới. Nó phải đến 95% chứ không phải là 90% nữa. Thì tại sao em lại nói thế? Thì như các bạn có thể nhìn thấy, sơn của nó bóng, nó mới, không một vết xước luôn. Xe này đảm bảo là em không có sơn lại nhá, bởi vì bên em là chỉ có mua thế nào bán thế thôi. Xấu em bán xấu, đẹp em bán đẹp, chứ em không có sơn lại đâu. Em rất là không có thời gian và sơn lại nó mất giá trị nên em không sơn. Và size của chiếc xe là 50cm, center to top là 50cm, size 50, phù hợp với người cao trên 1m7 cho đến 1m8. Xe quá đẹp luôn, không có một vết xước như là trong đập hộp trong cửa hàng bỏ ra. Xe cái chiếc xe này thì khả năng là người dùng người ta mua về là không sử dụng. Xe quá đẹp luôn. Đây về phần càng này, không một chiếc xước, không một vết xước luôn. Giờ rất hiếm ạ. Trước giờ em mua cũng không được nhiều xe như này. Đó là về phần khung, khung là bằng nhôm. Khung nhôm càng nhôm thì những cái xe đua cao cấp như này thì là khung nhôm càng nhôm rồi. Đấy là trang bị cơ bản, mà nhôm này là nhôm trọng lượng thấp cho nên là rất là tốt. Về phần bộ chuyển động của chiếc xe thì xe được trang bị bộ chuyển động là đằng trước là một cái đùi đĩa 2 tầng. Khá là mới. Đằng gạt đĩa là tua lây. Đằng sau của chúng ta thì được trang bị một níp 7 tầng và cũng là bộ chuyển động Shimano tua lây luôn. Vành của chúng ta là vành cao bản, vành bản lên 4-5cm, rất là cao thành, cho chiếc xe rất là chắc chắn. Đấy, vành 700C. Lốp cũng là lốp Kenda. Lốp là quả 23. Kenda lốp quả 23 luôn. 23-700 × 23C. À xin lỗi các bác là 28C, em nhìn chưa rõ. Quả 28 nó khá to hơn quả 23 một chút. Đây là về bề mặt lốp. Thì như các bác, như em nói là xe này rất mới, là mới từ cái lốp luôn các bác. Xe là lốp hẳn còn ta lông này. Lốp gần như là rất ít đi. Đây là bên phía bên này của xe. Các bác nhìn sơn này, chỉ xớp một tí tí. Xớp một tí xíu. Sơn rất đẹp. Cồn bát của hiệu FSA nhé. Cồn hiệu này rất là tốt đấy các bạn. Chúng ta đi đến phần ghi đông của chiếc xe. Ghi đông của chiếc xe thì về phần phốt thì sơn cũng khá là còn mới, rất đẹp. Ghi đông của chiếc xe là ghi đông bẹt khí động học, ghi đông dẹp dạng khí động học.
rất là cao cấp. Vâng, và chúng ta được trang bị một cái đôi tay lắc hiệu Shimano Tourlei 7 tốc độ bên tay phải và 3 tốc độ bên tay trái. Thì độ mới của chiếc tay lắc này nó cũng tương đương với độ mới của xe, cũng khá là mới, gần như là cái chủ cũ này mua về rất đi rất là ít. Hàm phanh rất là mới luôn, không có vết xước. Nói chung là tổng thể chiếc này là mới, mới 95% đấy. Yên, phần yên là cũng khá là đẹp, không có một vết xước luôn ạ. Tổng thể của chiếc xe vâng, và em đã tiến hành review xong chiếc xe đạp Merida Rai 901. Xin lỗi các bác, là Merida Rai 902. Độ mới của chiếc xe thì em đánh giá là khoảng 95%. Và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe này thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại là 0975 709 943. Và nếu các bác quan tâm đến các chiếc xe đạp khác, những cái video về sử dụng hay là phân biệt xe đạp hay là hướng dẫn sửa chữa, thì các bác hãy trên Facebook thì hãy kết bạn với em qua cái tài khoản Facebook là Kiên Xe Đạp. Còn nếu ở trên YouTube, các bác hãy ấn đăng ký kênh Xe Đạp Hải Phòng và ấn chiếc chuông để các bác là những người đầu tiên được xem những video mới em up lên. Và ngoài ra em còn bán thêm một cái dòng sản phẩm khác, đó là dòng sản phẩm đồng hồ sách tay Nhật Bản từ nội địa Nhật Bản, gồm những cái mẫu như là Seiko, Orient và Citizen. Nếu các bác quan tâm thì các bác hãy lên Facebook và YouTube tìm là Kiên Đồ Cũ để xem những cái mẫu đồng hồ này. Và xin cảm ơn các bác đã dành thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.